Xin chào các bạn ha. Trong cái video ngày hôm nay đó thì mình sẽ quay trở lại cái phần là tạo cái hiệu ứng tuyết rơi. Thì cụ thể á, ở trong cái bộ mà Camtasia 8 á, mình có hướng dẫn một cái video tạo cái hiệu ứng tuyết rơi. Tuy nhiên trong cái bộ chính, tức là Camtasia chính á, thì mình không có quay lại cái này. Mình nghĩ là nó gần như nhau thôi. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều bạn đặt câu hỏi là làm như thế nào. Thế thì trong cái video ngày hôm nay đó thì mình sẽ cố gắng mình làm chi tiết, sử dụng các cái hiệu ứng, tức là sử dụng những cái video background á, mà sử dụng cái hiệu ứng tuyết rơi để các bạn có thể ứng dụng, các bạn đưa vào trong các cái video của mình để giúp cho cái video của bạn nó đẹp hơn ha. Thì ở đây đó mình sẽ vào trực tiếp cái trang YouTube luôn. Mình sẽ tìm tới những cái video mà có hiệu ứng tuyết rơi ha. Thì để tìm đơn giản thôi, các bạn sẽ ghi là ví dụ như là tuyết rơi background chẳng hạn ha, tuyết rơi background, background tức là cái nền đó, background ha. Thì các bạn sẽ thấy có rất nhiều cái video background như thế này. Các bạn nên chọn những video ví dụ có nền đen như thế này ha, thì các bạn sẽ dễ dàng, các bạn xóa nó đi, chỉ chừa lại tuyết thôi. Còn những cái video mà nó vừa có màu xanh, sau đó thì nó sáng xanh nhạt xanh như thế này, các bạn rất là khó xóa nó đi ha. Mà các bạn nên chọn những cái video mà chỉ có hai màu thôi, tức là trắng và đen, thì các bạn sẽ dễ làm. Các bạn nhớ nha, video này cũng được nè ha. Rồi bây giờ giả sử như mình chọn cái video này đi, background nó tuyết rơi nhiều nè, mình sẽ mở lên ha. Ở đây mình đang sử dụng cái trình duyệt là cốc cốc, cho nên ở đây các bạn sẽ thấy có một cái nút và tải xuống cái này luôn ha. Các bạn nên dùng cái phần mềm này để các bạn download cho nó tiện. Mình kích vào tải xuống nè. Thì ở đây các bạn có thể lưu ở vị trí nào đó mà các bạn có thể lấy ra các bạn dùng. Ở đây mình lưu ở ngoài desktop nè. Mình chọn save ha. Thì lúc này đây mình đã lưu được một cái background hiệu ứng tuyết rơi như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng cái phần mềm là Camtasia. Mình sẽ lấy một cái video. Sau đó mình sẽ đưa vào cái hiệu ứng này ha. Video này thì mình đang dùng là Camtasia chính nha. Các bạn sẽ chọn Neural Z. Hiện nay thì Camtasia nó ra tới phiên bản 2018 rồi. Thì 2018 thật ra nó cũng tương tự như chính thôi. Nó cải tiến một số cái. Thì có thời gian thì mình sẽ nói nhiều hơn ha. Ở đây mình sẽ chọn cái mục là Media nè. Các bạn sẽ chọn cái mục là Import Media vào, tức là đưa một cái video vào. Ở đây mình sẽ lấy một cái video nào đó có sẵn trên máy tính nha. Ví dụ như đầu tiên là mình đưa cái video tuyết rơi vào đi ha. Mình chọn open. Mình lấy tiếp một cái video khác. Ví dụ như trên màn hình của mình nó có một cái phim là kẻ ngược dòng nè. Mình lấy cái phim này. Mình đưa vào luôn. Open. Bây giờ mình sẽ đưa cái này xuống cái phần timeline. Các bạn có thể kéo chuột thả nó xuống. Thì cái video này nó đang là chuẩn HD 720 ha. Còn cái tiết rơi này thì bây giờ mình sẽ kéo xuống ở phần cắt 2 chỗ này ha. Đây là cắt 1, cắt 2 nằm trên này. Dĩ nhiên các bạn sẽ muốn tiết rơi nó nằm ở bên ngoài để người ta nhìn thấy. Thì lúc này mình kéo xuống. Thì cái video mà background này á, nó lúc nãy mình đau á, chất lượng nó hơi kém. Thì nó chỉ có 480 thôi. Bây giờ mình muốn nó bằng với cái 720 này. Thì các bạn lít chuột phải vào cái đó ha. Sau đó các bạn chọn là Scale to Fit. Thì tự động nó sẽ giãn ra bằng với cái video đang có sẵn luôn. Mình chọn cái này. Các bạn thấy chưa? Tuy nhiên cái video này thì bây giờ nó là nằm phía trên. Cho nên nó che mất cái video phim phía dưới nè. Kéo ra bên đây thì đương nhiên nó có lại nè. Do video nó đang nằm tới cái chỗ này. Bây giờ mình thử cái đoạn đầu đi.
Giờ các bạn làm thế nào để các bạn xóa luôn cái phần màu đen này mà chỉ chừa lại cái màu trắng thôi? Cái này giống như mình đục lỗ vậy đó ha. Ví dụ như mình có một cái tờ giấy hay có cái gì đó, các bạn đục lủng như cái màu đen này thì các bạn chừa lại cái màu trắng, thì các bạn sẽ sôi ra được cái phía sau ha. Thì để làm được chuyện đó thì các bạn kích vào cái mục More. Ở đây nó sẽ có một cái mục là Visual Effect, tức là hiệu ứng ha. Các bạn kích vào và các bạn nhìn đây cho mình, nó sẽ có một cái mục gọi là xóa màu ha, remove color mình sẽ kéo cái này xuống cái video mà mình muốn xóa ha, cụ thể là cái video tiết rơi đó mình thả ra. Thì ở đây á các bạn sẽ có một cái khung bên tay phải ha. Có một số người thì nói không có cái này á, thì các bạn lưu ý là nếu như người ta kích vô đây nè thì nó sẽ mất, kích vô đây lần nữa nó hiện ra nè. Và cái mục color này á nó sẽ hỏi là bạn muốn xóa cái màu nào. Thì cụ thể á, ở đây mình đang muốn xóa cái màu đen thì các bạn sẽ kích vào cái mũi tên chỗ này, các bạn sẽ lấy cái cây bút nè, cái cây hút màu đó ha, tức là select color, các bạn kích cho nó một cái. Sau đó các bạn đi qua cái video này nè thì các bạn sẽ kích vô cái màu mà các bạn muốn loại bỏ nó đi. Ví dụ ở đây mình đang muốn bỏ là màu đen nè, mình kích cho nó một cái. Các bạn thấy lúc này cái video của mình đó, nó đã được loại bỏ màu đen ha. Mình lay thử nè. Tuy nhiên ở đây các bạn thấy cái phần mà giao giữa cái màu đen với màu trắng ấy, nó còn quá nhiều, cho nên các bạn thấy nó rất là xấu ha. Thì ở đây nó có một số cái thông số ha, các bạn có thể kéo thử coi nó như thế nào. Ở đây ví dụ mình kéo về đây nè, các bạn thấy màu đen nó tăng lên. Vậy thì các bạn kéo qua bên đây thì cái màu đen này nó giảm lại, các bạn thấy không? Rồi cái này cũng vậy, làm cho mềm ha. Đây các bạn kéo, các bạn thấy chưa, nó sẽ thay đổi ha, thay đổi. Đây thử nha. Các bạn thấy cái video này nó đang quay ngược ha, tức là nó lại bay từ dưới lên chứ không phải là rơi từ trên xuống. Thì cái này các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cái video bên ngoài ở đây. Tức là mình chỉ cần chọn cái video nào mà nó hiện đúng cái nhu cầu của mình thôi. Lúc nãy mình không để ý ha, mình đang để ý là nó đang bay từ phía dưới lên. Dĩ nhiên ở đây thì cũng có thể mình tự mình xoay ngược trở lại cũng được. Thì ở đây tạm thời mình chấp nhận cái video như thế này ha. Còn nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể đưa chuột vô trong ngay giữa này nè. Các bạn có thể xoay cái video này nó ngược trở lại 180 độ ha, tức là nó đảo ngược lại. Thì lúc này cái video của bạn nó sẽ là rớt xuống, các bạn thấy không? Tức là chúng ta hoàn toàn có thể xoay chuyển cái hiệu ứng này, nó rơi hay là nó bay lên. Tuy nhiên ở đây cái video tiết rơi nó chỉ có một cái đoạn ngắn thôi, nó chỉ có 10 giây thôi, mà cái video phim phía dưới của mình á nó là 1 phút 30 giây, các bạn thấy không? 34 giây. Thế thì ở đây chúng ta có thể làm như thế này, chúng ta có thể lít phải, chúng ta copy cái video đó ha. Sau đó các bạn có thể để con chuột ngay chỗ cuối video nè, cái sau đó các bạn bắt nó ra. Lít phải các bạn chọn bắt, hoặc các bạn có thể nhấn Ctrl V. Tiếp tục như vậy thì các bạn có thể làm tiếp cho đến hết video ha. Thì các bạn sẽ play thử nè. Ở đây mình chỉ làm thử một đoạn thôi. Công việc đang đang đi đi, có rảnh đâu mà nói chuyện chơi với mấy cậu được. Tôi nói thiệt á. Thế thì các bạn thấy là cái việc mà tạo ra cái hiệu ứng tuyết rơi nó hoàn toàn đơn giản thôi, không có gì khó. Và cái video này thì mình đang áp dụng trực tiếp trên Camtasia 9 nha. Hy vọng là cái video này sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể tự tay các bạn làm được cái hiệu ứng tuyết rơi. Thật ra các bạn có thể làm nhiều cái hiệu ứng khác tương tự vậy thôi, chẳng qua là các bạn sẽ xóa cái màu nào đó để cho nó đục thủng cái video ở phía trên, thì chúng ta sẽ thấy được cái ở phía dưới và chừa lại một số cái ở video phía trên thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, các bạn nhớ subscribe kênh của mình và để lại những cái bình luận bên dưới nha. Chào các bạn.